khu dân cư Adolen Capital 1 tại Quốc Oai, khu dân cư Tiến Xuân tại Thạch Thất, khu dân cư Golden Lake tại Sơn Tây. Hàng loạt cái tên được chào bán rầm rộ trên các trang tin nhà đất với giá rẻ chỉ bằng một nửa hoặc 2/3 so với dự án bất động sản đã được cấp phép bài bản trên cùng địa bàn. Tất nhiên với giá tiền đó, người mua sẽ không có hợp đồng mua bán mà chỉ là các văn bản thỏa thuận, hợp đồng đặt cọc, hợp đồng cam kết hạ tầng. Thì cọc qua chủ đầu tư luôn. Cọc thì ở đây là 50 triệu. Sau đó là sau 7 ngày thì hoặc đến 7 ngày sau là anh chị vào cho em 50% của tổng giá trị lô đất. Cuối tháng 7 là anh chị vào lúc 90%. Chính quyền địa phương tại các huyện Quốc Oai, Thạch Thất, Sơn Tây đều khẳng định trên địa bàn không có các dự án bất động sản nào có tên gọi như vậy. Nhiều khu đất hiện vẫn chỉ là đất vườn, đất trồng cây lâu năm. Cái này toàn do công ty Adolen tự túc, tự phát để treo biển quảng cáo, tự chia lô bán nền. Theo các nhà đầu tư bất động sản có kinh nghiệm trên thị trường, các dự án tự phân lô nền này đều được lập tại những khu vực đang phát triển. Các lô đất lại có diện tích và mức giá vừa phải, chỉ vài trăm triệu đồng. Các nhà đầu tư không phải bỏ ra một lượng vốn quá lớn, trong khi đó vẫn có thể mua đi bán lại, lướt sóng kiếm lời. Các chủ đầu tư thì chuyển hướng sang đầu tư vào các dự án đất nền, phân lô bán nền ở các vùng ven đô, các cái vùng ven của các đô thị lớn. Nhà đầu cơ thì cũng nắm bắt rất rõ tâm lý của cái người đầu tư, cho nên họ đã tự đi thu gom đất để lập dự án. Trên thực tế, cũng có một bộ phận khách hàng thật sự không hiểu rõ quy định pháp luật về bất động sản. Khi cầm một bảng quy hoạch phân lô nền như thế này, có tên công ty đàng hoàng cùng với các bản vẽ đẹp long lanh, thì dễ nhầm tưởng đây là một dự án bất động sản thông thường. Và chính quyền địa phương họ biết rất rõ. Thế cái việc này tôi nghĩ rằng là cái việc mà chính quyền địa phương cũng phải làm chặt chẽ hơn. Đấy, thay vì là làm ngơ. Các chuyên gia phân tích, có thể mục đích của các công ty trên là huy động vốn trước của người dân, sau đó gom tiền để tìm cách làm thủ tục, chuyển đổi những khu đất vườn, đất trồng cây lâu năm thành đất ở. Thế nhưng nếu việc chuyển đổi không thành, công ty không giữ đúng thỏa thuận, thì ai sẽ là người cam kết đảm bảo quyền lợi của các khách hàng? Bởi theo phân tích của các luật sư, hình thức văn bản thỏa thuận nộp tiền chỉ là giao dịch dân sự giữa hai bên, lời thì ăn, lỗ thì đành chịu.